Chiều ngày 21 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại tiếp công dân. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi đối thoại tiếp công dân, đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến của 16 công dân gửi Ủy ban nhân dân huyện ngày 15 tháng 3 và ngày 20 tháng 3 năm 2023 với các nội dung tóm tắt ý kiến kiến nghị đề nghị như sau. Đề nghị được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo kế hoạch số 36 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa năm 2023. Lý do đã công tác tại các trường học của huyện từ lâu. Đề nghị được xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã hợp đồng trước năm 2015. Đề nghị xem xét tiêu chuẩn đào tạo, xét tuyển viên chức đối với giáo viên đến hết năm 2025. Đề nghị xem xét nâng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên hợp đồng, lương hè, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nghỉ lễ Tết được trả lương đầy đủ. Sau khi thông qua báo cáo tóm tắt các nội dung kiến nghị, đề nghị của công dân, hội nghị đã tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến trực tiếp để làm rõ thêm những nội dung kiến nghị nêu trên. Theo đó, đã có 9 ý kiến của công dân là giáo viên hợp đồng giao khoán và cán bộ quản lý của các cấp học trên địa bàn huyện có ý kiến với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về một số nội dung như có cơ chế mở để các giáo viên hợp đồng lâu năm có cơ hội được cống hiến lâu dài, có chế độ đối với giáo viên hợp đồng giao khoán hưởng chế độ dạy trẻ khuyết tật, có chế độ ngày lễ Tết. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện đã trả lời trực tiếp các ý kiến kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất kết luận với những nội dung kiến nghị mà các giáo viên hợp đồng giao khoán gửi đến Ủy ban nhân dân huyện và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị đối thoại với công dân như sau. Những nội dung gửi trong đơn và các ý kiến công dân phát biểu tại hội nghị đã được lãnh đạo huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện trao đổi cụ thể, đồng thời thông tin những quy định đến các giáo viên về các chế độ chính sách của huyện đang thực hiện theo đúng văn bản quy định. Đối với những ý kiến kiến nghị, phản ánh thực tiễn và mong muốn kiến nghị về chính sách của các giáo viên đang thực hiện theo hợp đồng giao khoán, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chức năng của huyện tiếp thu và tiếp tục chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.